Tại vì tôi nói chung tôi muốn tổng kết về một cái năm. Sao? Thì một cái năm qua thì tôi thấy ông là gọi là một cái sự tiến triển lên đó, có nghĩa là một người 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 người, người mà gọi là đang đi lên bình mà ông nhích lên một bậc á, một bậc á. Thì lớn hơn 1 tuổi rồi. Là cái đó cũng thông minh hơi xíu đúng không? Rồi. Có thể là mình lú lẫn chút xíu cũng có. Đó. Nhưng mà tôi thấy ông là những cái vụ như là những cái đồ mà chế tạo nè là ông cũng có nè đúng không, rồi cái gì cũng có, rồi cách cô gái cũng có nè. Cô gái có chưa ta? Có rồi. Không có rồi, trên mẹ Ủa rồi. có chưa ta, có chưa? Chưa chưa à, có rồi, Ủa chứ không không vụ nhớ nữa. ví dụ mà ông nói là nhưng mà bạn gái giận rồi có cách như vậy như gì đó À, đó là có bạn gái rồi. à, rồi đó mới có bạn gái đó chứ chưa cái cô cách cô gái đúng Đúng không. rồi chứ. Ừ. Rồi nói chung đủ thứ hết, mà có một cái là tôi chưa thấy ông làm. Cái nào? Ông thấy gọi là những cái máy hàng bây giờ nó có tăng tiến không? Có. Tăng tiến đúng không? Ông đi mua thì nói chung là bây giờ mua thì rất dễ rồi, mua trả góp mà đúng không? Nhiều khi không có tiền cũng mua được đúng không? Đúng rồi. Mà con cái nó mất tiện cái là ông xách đi xa. Nó cồng kềnh. Thì Thí vậy. dụ như ông chế được cái gì mà gọi là cái máy hàng bình đó. Thí dụ mình đi xe này nọ, cái xe mình ví dụ như nó gãy rồi mình có thể mình hàng được á. Tự tự xe đó mình hàng được cái gọi là hàng bình đó. Vậy thì em chế anh cái máy hàng này để dành cho nhà không có máy hàng, hoặc là máy hàng bị hư, mình lấy này mình chế để mình chữa cháy kịp thời cũng được, gọi là chữa cháy ok luôn. Chữa cháy đúng không? Hàng bằng bình ắc quy, dùng bình ắc quy làm đồ hàng. Chữa Tôi cháy ok đó. nói giỡn chứ không làm thiệt được hả? Ok, hôm nay em chế mọi người một cái máy hàng bằng bình ắc quy nha, mọi người có thể xem làm thử hoặc đến anh em tôi test thử cho mọi người coi luôn. Cái em cần đầu tiên một cục pin to ngó, hết pin. Lấy cái lõi đó đúng không? Cục này hết pin rồi, anh em tôi sẽ bỏ lấy cái lõi thôi, còn anh em nào sang thì tự mua cục pin mới. Chúng ta sẽ lấy cái lõi của cục pin con ó, thì test thử cho anh em coi luôn, nếu anh em thấy hợp lý thì anh em quất, không thấy hợp lý thì coi cho vui, thì tùy sở thích từng người, cái nào hợp với công việc của mình thì mình làm thôi, không hợp thì coi giải trí. Anh em tôi sẽ lấy cái lõi ra. Là mình sẵn cái dịp để mình khui trong này là cái gì luôn. Cho mình coi luôn, là anh dùng một lớp than chì. Cái này là bằng chì đúng không? Đó. Giấy, nhiều lớp giấy cuốn lại với nhau. Chúng ta hay hè. Để nổ cái này ra đúng không? Đó, mọi người lấy cái lõi bên trong. Cũng hay, nó có gì đâu trời, Vậy tích điện được hay á, nó nhiều cái không hiểu được. người ta chế tạo nên nhiều cái đó, nó hay, nhìn cái đó, nó lạc 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 sao mình thấy nó hay thật. Ta nghiên cứu bao nhiêu công trình lạc lạc nghĩ sao Nhìn trời. thấy nó lạc lạc, có một cái cục nhét vô chính giữa tự nhiên nó có pin thì nó lạc 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 sao mà nó hay thật. Rồi ok, tiếp theo mọi người thiết kế cho em một cái đồ cầm, thì đồ cầm cái nào tùy mọi người, nếu mọi người biết nguyên lý thế nào được, cái tre hay cái gì cũng được. Anh em tôi sẽ chọn cái này vừa cầm tay. Cắt đúng không? Anh cắt. Ok, anh em tôi sẽ lấy một ít dây điện, anh em tôi thiết kế nha. Đây, này dây điện. Đây, chúng ta tước ra. Ok. Rồi, ok, chúng ta xỏ vô. Rồi, Chia ra hả? chia ra. Anh. Chia cho nhiều nhánh hả? Ok. Rồi, chúng ta đặt cái cục lõi kia lên đây. Lõi này nè. Đặt lên. Rồi, chúng ta ấn xuống. Đẩy xuống à? Chúng ta đẩy xuống. Chủ yếu cho nó ăn đúng không? Cho nó ăn. Đừng đẩy đúng không? Ok đó. Con này Đây, kệ nó anh nhiều. gom gom lại cho nó gọn xíu là được rồi. Làm ta sẽ chế. Cái kẹp vô nè. Đây là hai đầu. Như thế này. Rồi ok, anh kiếm cái gì anh hàn thử đi. Mình hàn từ mỏng lên dày.
thì bỏ lên dây đúng không? Này, chúng ta bắt đầu cắm vô đi. Đây. Cắm thì giống như nguyên lý mấy hàng đó. Đây, cái nào hàng này đầu dương. Đầu hàng này đầu mát. Đầu mát. Đây, chúng ta đầu quốc 24V. Rồi ok. Ok, nó có ăn điện chưa? Rồi ok. Hàng nè. Hàng thử mọi người nè, cái này hàng sẽ mỏng nhất nha. Kẹp mát cho luôn đúng không? Ừ. Hàng này dính lại đúng không? Ừ. Rồi, mình kẹp vô. Dính lại nè. Rồi, chấm hàng thử cho mọi người coi nè. Đây mọi người chữa cháy cũng ok. Rồi. Cái này lần đầu tiên thì nó sẽ cháy, nhưng mọi người yên tâm, cháy không sao hết á. Cháy cái lõi hả? Đúng rồi, cháy lõi không sao hết. Ok. Ê. Ừ. Là mới nó cháy đúng không? Ừ, không sao, mới nó cháy không sao, kệ nó cháy không sao hết. Đụng nó cháy à? Nó cháy hết lớp đó là xong. Nó dính không? Ê mà nóng. Tính ra nó cái gì ta? Nóng, nó chảy sắt luôn nè. Ừ. Còn cái này thì không suy nghĩ, cái dây có nóng không? Ở dây cũng đâu nóng đâu. Ừ. Để nó hàng lát coi nó dính không nha. Ừ. Mới là cháy đúng không? Cái này á mọi người chơi em khuyên mọi người là nên chọn dây tốt đó nha, mất công dây nó nóng nó cháy á. Thì đi mấy hàng người ta cũng dây xịn đồ cho nó vậy ta. Thì khuyên mọi người vậy thôi, cho mọi người ý mất công nó nóng cháy cái dây mọi người á. Ok, dính chưa? Thì anh xem mở xem thử cái lì nè. Thử coi. Nóng không ta? Nóng chưa hả? Không nóng. Nào. Hơi nóng. Thì đương nhiên mấy hàng phải nóng rồi. Ok. Ok, dính không ta? Rồi. Ê, dính nhưng mà nó cái độ nó bứt. Cái này dạng hàng đắp rồi. Dính. Nào nào xem thử à. Dính nó bứt nè. Hả? Dính. Ừ. Dính. Này đương nhiên cháy dữ ra dính chứ sao nữa. Ừ. Đúng không? Đó, mọi người thấy không nè, dính rồi nè. Ừ, dính nè. Đó, anh sẽ chét ra cho mọi người coi nè. Thấy không? Thấy là nó dính rồi nè. Dính rồi đó. Đó. Còn có cái sắc là to hơn không? Sắc to chia sẻ mọi người coi. Rồi, anh em tôi sẽ chấm cho hai cọng xích nó dính vào nhau nha. Xem thử xem sao. Có được nha. Ờ. Không được thì thôi. Rồi, ok. Ngay cái đoạn này nè. À, rồi, vô rồi. Nó chảy nhưng mà hình như là nó không có gì ăn. Để tôi lấy cái kẽm hay gì châm vô không? Ừ. Rồi anh em tôi sẽ lấy dây kẽm đắp vô. Thử nó ăn không nè. Rồi ok. Nè, tôi đắp vô nha. Ừ, đắp thì ok mọi người. Đắp dán thì ok á. Ừ. Trời ơi, đắp dán ok luôn mọi người. Nó vẫn không dính lắm. Hay là kinh nghiệm mình hàng yếu? Chắc kinh nghiệm mình hàng yếu á, với lại dây của mình nó yếu á. Mình kiếm cái dây nào nó cứng nó tốt xíu. Nó chảy ra là dính thôi. Chảy ra là dính thôi. Ok, đúng. Vung ra rồi. Tính ra là cái lửa này nó ấy quá, nóng quá nó bung ra. Ok, thử cái nha. Ủa bung rồi hả? Ừ. Vậy là do cái độ dây mình yếu rồi. Dây yếu vậy tại không nổi, nó cháy dây thì tại không nổi. Dây cháy nổi. Nhưng lẽ ra cái này nè, em nghĩ là nó đủ nhiệt á, mua dây yếu á. Với lại là mình cái mối hàng á, lúc nào mình phải hàng là một cộng dây thật chắc chắn kìa. Ừ. Bởi vì mấy cái dây hàng cái này tại không nổi, dây này yếu tại không nổi. Ok đó. Nếu mọi người muốn chơi thì người nên thiết kế cái dây nào nó dày xíu thì may ra mới buộc nổi được. Chứ cái lõi kia nó rất là nóng. Đó ok, em chia sẻ mọi người nha. Nhưng cái này nó rất là hiệu quả. Nó nôm là ok đó mọi người. Chỉ là dở là chọn sai dây thôi. Nếu mọi người muốn test thử cho vui thì mọi người nên chọn cái dây nào đó nó cứng một xíu. Hoặc là mọi người kiếm dây của mấy hàng nào cũ á, mọi người lấy dây đó mọi người gắn vô mọi người quất thì ok.
Tính ra cái bình này mạnh lắm chứ giờ nè. Đó, ok, chia sẻ mọi người nha. Đây là chế mọi người cái máy hàng từ bình ắc quy và cục pin. Mọi người có thể áp dụng thử. Nhớ đăng ký bật chuông.